có khả thi không khi cố tìm cách hồi sinh một con khủng long tiền sử dựa vào những tiến bộ khoa học hiện đại? Ở hai phần trước, chúng ta đã phân tích về việc con người không thể hồi sinh khủng long từ các mẫu DNA khiếm khuyết trong hóa thạch. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm ra hy vọng mới bằng cách phát hiện ra các loài chim hiện đại. Trong đó có gà là hậu duệ trực tiếp của một loài khủng long tiền sử còn sót lại. Vậy cách để hồi sinh một con khủng long từ một con gà là gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Jack Horner là nhà khoa học nuôi tham vọng biến đổi gen của gà trong phòng thí nghiệm để biến nó thành một con khủng long. Đó cũng là mơ ước cả đời mà ông theo đuổi. Horner khẳng định rằng việc tạo ra khủng long giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi chúng ta đã có DNA của sinh vật này trong cơ thể loài gà. Điều mà ông đang làm hiện giờ là cố gắng tìm cách đảo ngược quá trình để tạo ra khủng long. Mặc dù phương pháp này nghe có vẻ vô lý, nhưng nó đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tìm thấy máu khủng long từ những con muỗi bị mắc kẹt trong miếng hổ phách. Bởi trong tự nhiên, đã từng tồn tại một hiện tượng tương tự như vậy có tên là hiện tượng phản tổ. Bản chất hiện tượng phản tổ là một hiện tượng di truyền, trong đó một sinh vật thỉnh thoảng cho thấy một số đặc điểm giải phẫu nhất định của tổ tiên chúng. Ví dụ như những con cá voi hoặc cá heo, đôi khi xuất hiện một bộ vây giống như bốn chiếc chân của tổ tiên chúng. Hay con người chúng ta đôi khi cũng xuất hiện một số đặc điểm của người nguyên thủy. Như việc mọc lớp lông dày trên khắp cơ thể của những người mắc hội chứng người sói, hay những trường hợp mọc đuôi hoặc đôi tai có thể chuyển động, tất cả đều thuộc về thoái hóa gen. Khi một sinh vật tiến hóa, nó sẽ gói gọn các đặc điểm của tổ tiên trong các gen như một phần ký ức. Nhưng những ký ức này chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là chúng không còn được biểu hiện ra bên ngoài nữa mà thôi. Mặc dù hiện tượng phản tổ trong tự nhiên diễn ra cực kỳ chậm và không thể kiểm soát, nhưng nếu chúng ta có thể sử dụng công nghệ di truyền nhân tạo để tìm kiếm và sửa đổi một số cơ địa di truyền nhất định trên chúng, thì động vật có thể nhanh chóng thoái hóa và dần trở lại với hình dạng của tổ tiên. Trên thực tế, ngay từ cuối những năm 1970, các nhà sinh học đã từng điều chỉnh gen trên con ruồi giấm và khiến cho nó mọc thêm một đôi cánh để chúng giống với hình dạng của tổ tiên hơn. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật di truyền ngược, có nghĩa là các gen được thiết kế theo hướng ngược lại của sự tiến hóa. Vào năm 2015, nhóm của Jack Horner đã từng tạo ra một phôi gà với cái miệng của khủng long. Năm 2016, họ đã mở rộng thành công phần xương chân gà, cho thấy đặc điểm giống khủng long như loài Archaeopteryx. Và đến hiện tại, họ đã thành thạo cơ chế chuyển đổi điều khiển sự phát triển của các phần khác nhau của gen gà. Theo Horner, trong quá trình tiến hóa ngược, đuôi của gà sẽ bị mất, các chi sẽ được thế vào chỗ của cánh, hàm răng sẽ thay thế cho mỏ, và chúng ta sẽ hồi sinh được loài khủng long hoàn chỉnh. Những điều này hiện đã và đang được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Nếu suy xét về mặt lý thuyết thì việc hồi sinh khủng long theo phương pháp này hoàn toàn khả thi, nhưng trên thực tế thì nó không hề đơn giản như vậy. Ngoài khủng long, các nhà khoa học cũng đang cố gắng hồi sinh một số loài gần gũi với chúng ta hơn, chẳng hạn như là bồ câu du hành, voi ma mút, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Nhưng ngay cả khi đã tìm được cách hồi sinh khủng long, thì các nhà khoa học sẽ phải đối mặt với những tranh cãi về vấn đề đạo đức. Những hiểm họa khi hồi sinh một quái vật tiền sử đã khiến cho quá trình nghiên cứu không được thúc đẩy như mong đợi. Mặc dù vậy, trong tương lai, không ai dám chắc rằng khủng long sẽ không xuất hiện trên trái đất một lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.